Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Pháp và đội tuyển Hà Lan. Thế là trận đấu thuộc vòng loại Euro 2024 và sẽ được diễn ra vào lúc 2:45 rạng sáng ngày 25 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Và các cầu thủ Pháp trận đấu này sẽ tiếp đón Hà Lan trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà Pháp sẽ là những người đứng nhất của trên và sẽ chấp đội khách Hà Lan với mức kèo là 0,5. Mức kèo phải tăng 0,75 và tăng nữa là một trái. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, 2,5 và hai trái. Tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình, các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó. Ấn chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần chạm trán gần nhất của tuyển Pháp và Hà Lan thì tuyển Pháp thắng 4 và thua 1 trước Hà Lan. 5 trận thi đấu gần nhất của tuyển Pháp thì tuyển Pháp thắng 3, hòa 1 và thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của Hà Lan thì Hà Lan cũng thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình chọn cửa đội chủ nhà Pháp chấp 0,5 hoặc là 0,75 ở trận đấu này. Vì sao? Thứ nhất là nếu mà xét về thể lực và chiều sau đội hình ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là Pháp vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Hà Lan một bậc. Thứ hai, đó trận đấu này Pháp được chơi trên sân nhà của mình, một cái điểm tựa rất là vững chắc. Và thứ ba nó thì xét về phong độ cũng như là thành tích ở đầu thì mặc dù là phong độ của cả hai đội ở những lượt trận gần nhất thì cũng đều đang rất là tốt, tuy nhiên thì cái thành tích ở đầu của tuyển Pháp trước Hà Lan thì mình thấy là Pháp họ cũng còn đang quá là vượt trội hơn so với đội khách nữa, đặc biệt là những lần chơi trên sân nhà. Và trận đấu này thì với phong độ ổn định cộng với chiều sau đội hình tốt hơn mà nhà cái thì cũng chỉ đưa cái mức kèo là dưới một trái mà thôi, thì chỉ cần tuyển Pháp đá đúng thực lực của mình cộng với tận dụng tốt được điểm tựa sân nhà của mình, có chiến thắng cách biệt một bàn trước Hà Lan thôi, thì giờ chúng ta chọn cầu tuyển Pháp chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Mặc dù là Hà Lan cũng là một đội bóng mạnh, tuy nhiên thì nếu mà đọ về thực lực thì hiện tại Hà Lan họ chưa bằng được như tuyển Pháp đâu. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, 2,5 và hai trái. Thì cả hai đội thì đều đang giữ cho mình một cái phong độ tốt và trận đấu này cũng không loại trừ khả năng là Hà Lan cũng sẽ có bàn của lớn tuyển Pháp nữa, cho nên dự đoán trận đấu này sẽ có từ 3 bàn trở lên, có thể là 2-1 hoặc là 3-1 như vậy cho tuyển Pháp, và cũng không loại trừ khả năng là trận đấu này Pháp họ sẽ thắng đậm được Hà Lan thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình nữa ưu tiên đắc cửa tài trận đấu này nha. Trận đấu này các bạn có thể là khoan không vào tài xỉu vội mà các bạn canh cho đá một chút xíu đi, cho khi nào mà kèo tài nó hạ còn tầm hai trái thì lúc đó các bạn hả nên vào tài, tại vì Hà Lan cũng là một đội bóng có thực lực. Mình nghĩ là những phút đầu tiên thì Hà Lan cũng sẽ gây nhiều khó dễ cho tuyển Pháp, nên vì đó là sẽ không có bàn thắng sớm đâu. Các bạn cứ canh cho kèo tài nó hạ chút vào vào. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và xem một trái. Thì do đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà cộng với những cầu thủ chất lượng cho đội hình, mình nghĩ là hiệp 1 Pháp họ sẽ có một hoặc là hai bàn dẫn trước. Thì hiệp 1 các bạn chọn cửa Pháp chấp nha và đợi tài hạ giá một thì vào. Tới mặt cho đấu chốt kèo là chọn cửa Pháp và tài, ai một cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha. Xin chào, hẹn gặp lại.